Rồi bắt đầu. Hôm nay chúng ta sẽ học sang bài bài số 10 là cái bài là hội thoại truyền thông. Đây là theo 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 thầy đây là cái bài mà quan trọng nhất. Quan trọng nhất của Scratch luôn ấy nhé. Tức là cái hôm nay chúng ta học cái gì? Chúng ta đã biết rằng là trong chương trình của chúng ta là có thể có nhiều cái có nhiều nhân vật đúng không ạ? Đây này, bây giờ thầy có con mèo này, bây giờ thầy là có một con nữa nhé, chuyện là có cô giáo này, ví dụ như vậy, lại có thêm quả bóng nữa này, đó. Thì hôm trước chúng ta đã biết rằng là như thế này này, là mỗi một nhân vật là có một cửa sổ riêng, có một cửa sổ đây là đây, nhưng mà đây là cửa sổ con mèo này, thì mèo đây nhé. Cửa sổ cô giáo này, đây là cô giáo nhé, đây là cửa sổ của cái quả bóng. Thì chúng ta có thể lập trình điều khiển từng nhân vật một độc lập với nhau. Chúng ta có thể điều khiển con mèo này, điều khiển cô giáo này, điều khiển quả bóng, đúng không nào? Thì hôm trước chúng ta đã học cái cách là có thể từ nhân vật này có thể liên hệ nhân vật khác thông qua biến nhớ. Hôm trước đã học cái đó rồi. Ta dùng cái biến, khái niệm biến để chúng ta có thể tạo quan hệ. Ví dụ như là về thời gian, chúng ta đặt thời gian thì ghi hết giờ thì em bé kêu lên là xong rồi, ví dụ là thường đấy, ví dụ như vậy. Thì dùng thời gian để quan hệ giữa các nhân vật thì cũng đúng, nhưng mà nó không phải là cái chuẩn. Hôm nay mới là chuẩn này. Hôm nay chúng ta học cái lệnh mà dùng để một nhân vật này có thể điều khiển, có thể truyền thông tin sang nhân vật khác. Đó. Thì cái này gọi trong Scratch nó gọi là thông điệp hay là truyền tin, dùng từ gì cũng được nhé. Đây chính là bài học chúng ta học cái đó. Bây giả sử nhé, đây bây giờ thầy cứ giả sử thầy giả sử bây giờ thầy muốn cho con mèo này, nó bảo là chào cô giáo. Xong cô giáo nghe mèo nói xong thì cô giáo bảo là chào mèo, thì làm thế nào để biết rằng là gì là khi nào cô giáo biết rằng là mèo nó chào mình. Đó. Thì cái việc mà mèo nó chào cô giáo là nó có thể bất cứ lúc nào, nó không có thời gian cố định trước. Ví dụ nhé, thầy là một bộ lập trình là gì? Khi mèo nó di chuyển, khi nó chạm bóng thì nó mới chào cô giáo. Thì như vậy là cô giáo chỉ biết được khi nào thì mèo nó chào mình. Thế con hiểu không nào? Đó, thì làm thế nào để mà lập trình để mà mỗi khi mà mèo nó chào xong, lập tức cô giáo chào lại luôn. Đó, thì chúng ta lập trình cái đó nhé. Thì lập trình như thế nào? Đây bây giờ thầy làm cho con xem này. Thì tất cả nó đều chỉ có một lệnh rất quan trọng thôi. Là cái lệnh là mèo muốn chào cô giáo, mèo sẽ gửi một cái thông điệp cho cô giáo. Đó, mèo sẽ gửi một thông điệp cho cô giáo nhé. Gửi như thế nào? Thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau học. Thì các bạn phải vào cái lệnh là gì? Chúng ta vào cái lệnh sự kiện. Ở đó nó có một cái lệnh rất quan trọng là cái lệnh nó là đây là dịch là tin nhắn, nhưng mà cái này thực chất nó là một cái thông điệp đấy, tức là mèo sẽ gửi một tin nhắn hay gửi thông điệp cho cô giáo. Các bạn vào cái lệnh vào cái nhóm lệnh sự kiện nhé, thì nó ra cái lệnh này. Thì đây là cái lệnh mà gì là phát tin. Thầy nhầm. Lệnh phát tin là cái lệnh mà một nhân vật có thể phát cái tin ra hay là phát cái thông điệp để cho người khác nghe thấy. Đấy, ví dụ như là mèo sẽ nói là cô giáo ơi, chào cô giáo, thì mèo sẽ gửi một cái thông điệp gọi là phát tin để cho cô giáo nghe. Khi cô giáo mà nhận được thì cô giáo dùng lệnh này. Đấy chính là cái lệnh là lệnh thứ hai là lệnh là khi nhận thông điệp tin nhắn. Thì lệnh này là lệnh dùng để trả lời. Các con chú ý nhé, rất quan trọng nhé, cái này chỉ có hai lệnh thôi, rất quan trọng mà ta phải nhớ, rất quan trọng luôn. Bây giờ thầy làm thầy bài tập nhé. Bây giờ thầy cho như sau, bây giờ thầy như này, bây giờ thầy để cho mèo bóng đây, thầy cho như này, thầy sẽ điều khiển mèo là di chuyển ngẫu nhiên ở trên màn hình, nhưng mỗi khi mà va chạm phải quả bóng thì mèo sẽ kêu là ối, cô giáo ơi đau quá, được chưa? Thì cô giáo sẽ lập tức trả lời ngay là cô giáo trả lời ngay là thương thương bạn mèo quá, được chưa? Đó là kịch bản nhé. Thấy chưa, là kịch bản này, trò chơi này
là mèo sẽ di chuyển ngẫu nhiên trên màn hình. Mỗi khi mà mèo mà va chạm phải quả bóng thì mèo sẽ kêu là đau quá cô giáo ơi. Đó. Thì lập tức là cô giáo trả lời luôn là thương mèo quá. Đấy, như vậy là có sự tương tác giữa mèo và cô giáo, được chưa nào? Thì mình sẽ học lệnh đó, là lệnh rất quan trọng luôn. Lệnh nhắc lại nhân đề lệnh quan trọng nhất của lập trình Scratch. Quan trọng nhất luôn đấy. Bạn nào mà thành thạo cái chuyện này thì chúng ta có thể điều khiển các nhân vật một cách rất là tự do ở trên sân khấu. Thì bản chất cái phần mềm Scratch là phần mềm là chúng ta chỉ là người lập trình để mà chúng tạo ra các trò chơi thôi, tạo ra kịch bản và điều khiển các nhân vật ở trên sân khấu đó. Thì nó có một nhân vật thôi thì dễ rồi, mình có nhiều nhân vật thì làm sao đó. Thì bây giờ chúng ta làm bài tập một đơn giản nhé. Nhắc lại này, mèo sẽ di chuyển trên màn hình ngẫu nhiên, khi chạm phải quả bóng thì mèo sẽ kêu là đau quá cô giáo ơi. Đó, và cô giáo sẽ lập tức trả lời luôn là thương mèo quá nhé. Ta làm bài tập đó nhé. Đây, chúng ta lập trình cho mèo trước nhé, để chúng ta bấm vào mèo này. Chúng ta để đây và chúng ta sẽ cho mèo di chuyển ngẫu nhiên trên màn hình. Đây, chúng ta cho mèo như này, các bạn nhớ lại cái bấm trước nhé. Chúng ta cho mèo là nó sẽ, đây nó sẽ xoay tới một cái hướng. Đặt hướng cho mèo là ngẫu nhiên nhé. Đặt hướng cho mèo là ngẫu nhiên. Chúng ta vào cái chỗ là các phép toán mà chọn cái chuyện là lấy ngẫu nhiên một số từ một chuyến 90 chẳng hạn là góc. Mèo sẽ quay hướng là từ 1 đến 90 ngẫu nhiên, và sau đó mèo sẽ di chuyển chậm trên màn hình. Đây, chúng ta vào cái điều khiển và vào đặt cái lệnh là liên tục, và mèo sẽ luôn di chuyển về phía trước 10 bước, dọc cạnh thì bật trở lại. Chúng ta vào cái lệnh là bật lại nếu chạm cạnh đó. Thế đây là lệnh là mèo sẽ di chuyển ngẫu nhiên trên màn hình, được chưa? Ta chạy thử thế nào cho mèo này. Đấy. Mèo sẽ di chuyển ngẫu nhiên như này, đúng không nào? Được chưa? Rồi. Mà chúng ta hiện nay chưa điều khiển cái chuyện là mèo nó kêu đau quá. Rồi. Bây giờ chúng ta sẽ lập trình để điều khiển là mèo nếu mà gặp phải quả bóng thì mèo sẽ kêu đau quá. Thì cái lệnh mà gặp bóng chính là lệnh người ta gọi là lệnh cảm biến đấy. Cảm biến. Thì khi mèo chạm bóng thì ta vào cảm biến nó có một cái lệnh là đang chạm vào quả bóng này. Đấy, chúng ta chọn cái này là bóng, nhất là ball này quả bóng, đúng không? Và chúng ta làm như sau, chúng ta chọn cái lệnh là if, đây, nếu thì, ta đưa vào đây này đó, nếu thì nhé, nếu chạm vào bóng. Đấy, thì đây là cái lệnh cảm biến này, nó nằm trong cái vòng lặp là liên tục này. Nếu mèo chạm bóng, đây này, đúng không nào? Nhìn rõ chưa? Rồi, nếu chạm bóng thì mèo sẽ kêu là ối. Đây, chúng ta sẽ cho cái lệnh như này. Mèo sẽ kêu như này nhé. Và chỗ này mèo sẽ kêu đây. Và chỗ này mèo sẽ nói là ối này. Này, ối nhé, đau quá này. Đúng không nào? Đây, mèo sẽ nói là ối đau quá. Thậm chí là thầy để, thầy bỏ cái thầy chọn lên, nó trong 2 giây. Nó trong 2 giây nhé, đây này. Ối, đau quá, cô giáo ơi, nghe. Bảo chúng ta thu âm luôn, chúng ta cho mèo kêu luôn, chúng ta vào âm thanh, cho mèo kêu là phát âm thanh là meo ở đây, để trên nhé, đó. Như vậy là đây ta thêm một lệnh nữa là gì? Nếu mà mèo mà va chạm bóng thì mèo kêu meo meo và kêu ối đau quá, cô giáo ơi, đây. Lập trình cho ta kêu nhé. Đấy. À, nó dừng lại à? Thôi chúng ta không dừng, nó dừng lại không hay lắm, đây cho dừng lại. Chúng ta đổi cái này lại cho nó. Đây, mèo sẽ kêu. Đây, chúng ta cho mèo kêu nhé. Mèo kêu và sẽ, đây. Mèo kêu là ối đau quá. Để ghê, nó dừng lại 2 giây không hay lắm, ta để ở đây. Cô giáo ơi. Sau đó thì là đây, đau quá, cô giáo ơi. Mèo kêu, tôi để lệnh này để mèo kêu cho đến xong. Kêu xong thì thoát ra và mèo sẽ không nói nữa. Tôi vào cái này cho mèo không nói nữa nhé. Tôi vào cái lệnh này, tôi để ở đây, ta xóa đi này, thì mèo sẽ hết nói. Đó, để rỗng nhá, để rỗng không gì cả, tôi để ở đây này.
Tôi để vào đây. Đó, thì như vậy là mèo sẽ không nói nữa. Chạy thử nào. Mèo ở đây nhá. Nào. Chạy thử nào. Ôi, vẫn dở lắm. Hay là để đi ra đúng không? Chúng ta cho nó nhanh chứ để này thì không, ta bỏ cái này đi. Để cái này không hay lắm. Thầy phải sửa lại một chút cho nó hay hơn. Đây thì vẫn thầy vẫn để cái âm thanh như thế này. Và thầy để cho nó phát ra tiếng nói kia trong vòng 1/2 giây thôi. Hiển thị. Được, để như này. Đau quá cô giáo ơi. Và cho nó thầy cứ thử xem này. Thử nhé. Nó lâu hay là nhanh nào. Thử thôi, đang thử đấy nhé. Đấy. Không thấy nó kêu gì kìa. Đau quá cô giáo ơi. Thế nào bây giờ nhỉ? Thầy đang sửa cho một chút cho nó hay. Thầy hiện nay thầy chưa làm cái lệnh là mèo sẽ phải, mèo muốn cho, mà chúng ta muốn cho cô giáo trả lời thì mèo phải gửi cho cô giáo một thông điệp cơ thì cô giáo mới trả lời. Còn khi mèo chưa gửi thông điệp gì cả thì cô giáo không thể biết được, vì cô giáo là chúng ta không lập trình được cho nó. Phải lập trình là thông qua cái thông điệp rồi. Bây giờ thầy đang sửa chỗ nào cho hay hơn một chút nhá. Làm nào bây giờ nhỉ? Đây thì làm là thì làm mẹo nhé. Ôi đau quá cô giáo ơi. Sau đó là ta cho mèo nó thụt thầy lại. Ơi, ơi. Con nó không có phát ra tiếng gì hết. Thầy ơi, thầy con có kêu cô ấy không? Con cứ làm cho thầy đi là được đấy mà. Thầy đang suy nghĩ để làm cho nó hợp lý thôi. Nếu mà gặp cạnh này thì kêu này, meo này. Sau đó là mèo sẽ lùi lại. Chúng ta sẽ để cho mèo lùi lại nhá. Đây, cho mèo nó dùng cái lệnh là cho mèo sẽ lùi lại là 10 bước. Như vậy nó tránh nha, nó không để không chạm vào bóng nữa này. Và nó nói là đau quá cô giáo ơi này. Đấy. Và ta lúc đó ta muốn cho mèo nó chuyển đi hướng khác, đặt cái lệnh này vào đây. Di chuyển sang hướng khác. Đó, nhá. Nào thử nào. Đấy rồi đấy. Thôi tôi bảo tôi không cho mèo nói miệng thế này thôi nhá. Tôi lại hẳn 20 bước cho nó hay này. 20 bước nhá, làm lại nào. Đây nhá. Bắt đầu này, thử nào. Đấy, rồi đấy. Rồi, hay đấy. Rồi. Nhá. Rồi. Đấy, như vậy chúng ta đang lập trình là gì? Là mèo gặp bóng thì lùi lại và đi sang hướng khác và kêu meo meo. Nhưng bây giờ thầy muốn là gì? Khi mà mèo vai bóng thì cô giáo sẽ nói luôn một câu là thương mèo quá. Làm thế nào? Thì như vậy là ta có cái điều khiển giữa mèo và cô giáo thì làm thế nào? Như sau nhá. Đây, khi mà mèo va chạm vào cô giáo thì chúng ta điều khiển là cho mèo gửi một thông điệp cho cô giáo, gửi một tin nhắn. Ta vào lệnh là sự kiện và cho cái lệnh là phát tin nhắn. Đây, phát tin nhắn. Chúng ta để vào giữa đây này. Đó. Và chúng ta sẽ đặt đây một cái bấm đây và chọn một cái thông báo mới là gì? Thông báo này thông báo là của mèo gửi cho cô giáo nhé. Ta bấm đây, ta gõ là cô giáo. Cô ơi. Nghĩa là ý là gửi cho cô giáo, được chưa? Gõ là cô ơi nhá. Đó. Như vậy các bạn chú ý này, nên chỗ này rất quan trọng này. Đây nhá, nên là khi mèo mà va chạm phải quả bóng này thì mèo sẽ kêu meo, gửi ngay thông điệp là cô ơi. Đấy, vấn đề ở đây là quan hệ giữa mèo và cô giáo, sau đó mèo lùi lại và quay hướng khác và đi tiếp.
Được chưa? Cô ơi. Đấy. Khi mà mèo nói là cô gửi thông điệp cô ơi thì cô giáo lập tức là nhận nhận ngay lập tức và cô giáo sẽ trả lời ngay. Chúng ta bấm vào cô giáo này. Đó. Và ở đây cô giáo sẽ đây chúng ta lập trình cho cô giáo nhé. Chúng ta vào chỗ sự kiện mà chúng ta đặt cái lệnh là gì? Đây. Khi nhận cô ơi. Thấy không nào? Như vậy là mèo thì gửi thông điệp là cô ơi. Phát tin là cô ơi, còn cô giáo thì nhận thông điệp, nhận tin nhắn là cô ơi. Đó, thì cô giáo sẽ nói, đây, cô giáo sẽ trả lời như sau nhé, là thương mèo quá. Đây, thương mèo quá. Đó. Thấy chưa? Nhưng mà chúng ta đã vừa lập trình xong một cái đoạn, bây giờ thử nhé. Thử như sau này, bây giờ cứ mỗi lần mà mèo va chạm phải quả bóng thì lập tức là cô giáo sẽ nói là thương mèo quá. Bởi vì sao? Đây này, chúng ta nhớ lập trình nhé, mê đề mèo này. Mèo khi mà va chạm quả bóng thì mèo gửi thông điệp phát tin là cô ơi. Giáo viên đây, giáo viên nhận thông điệp thì sao? Thì thiện cái lệnh là nói là thương quá, thương mèo quá. Có thấy như vậy có quan hệ giữa cô giáo và mèo ra chơi thử nhé, làm một chuyện thử này. Nào. Đấy, cô giáo nói thương mèo quá, thấy không nào? Đấy. Thầy ơi, của con nó không có tiếng mèo mèo thầy. Là cho ông máy tính con nó có lỗi thôi. Nào, chân mãi nó không chạm vào nhỉ. Lâu thế. Thầy để cho con này nó vào giữa cho nó dễ gặp nhé. Nào rồi, nào chạy thử nào. Giữa nó dễ gặp hơn. Đấy, thương mèo quá, đấy thương mèo quá. Thương mèo quá. Chưa nào? Rồi chúng ta ghi lại bài này nhé. Đây là bài đầu tiên của buổi hôm nay đấy. Chúng ta lưu lại hôm nay là cái bài số mấy nhỉ? Hôm nay là buổi số 7 rồi nhá. Đây. Là đây thầy ghi đã này, là mèo mèo gọi cô giáo nhá. Đặt tên là mèo gọi cô giáo. Đặt tên như thế nhé, đặt tên cái bài chúng ta là mèo gọi cô giáo. Đấy các bạn làm đi. Lập trình là có ba nhân vật là mèo, quả bóng và cô giáo, nhưng mà quả bóng thì không không cần làm gì cả, để nguyên thôi. Nhưng mà mèo đây, đây chuyển cho mèo đây, cô giáo là ở đây. Được chưa? Để chúng ta chép lại cái bài, chúng ta nhập lại cái bài cho con mèo thế nào. Như vậy là chương trình như sau nhớ lại là mèo sẽ di chuyển ngẫu nhiên trên màn hình. Nếu mà mèo gặp quả bóng thì mèo sẽ lùi lại và chuyển hướng. Nhưng mà trước khi lùi lại thì mèo kêu meo meo và mèo gửi thông điệp cho cô giáo và nói rằng là và cô giáo lập tức trả lời ngay là thương mèo quá. Và như vậy chúng ta đã lập trình như sau. Lập trình là tạo ra một quan hệ giữa mèo và nhân vật mèo và nhân vật cô giáo. Đó, cái này rất khó đấy nhé bạn. Chú hôm nay là chỉ có hai lệnh thôi nhưng mà rất là khó, là tạo cái quan hệ, cái thông điệp giữa hai nhân vật. Đấy, chúng ta chú ý nhé. Bắt đầu chúng ta sẽ làm dần những cái bài từ dễ đến khó. Đây là bài dễ. Còn chúng ta sẽ học những bài khó hơn nhé. Đấy. Được chưa? Có hiểu chưa? Các con làm bài này thế nào? Sao các con làm được không nào? Cũng dễ thôi mà, đâu có phải khó lắm. Nhưng mà này, hôm nay là cái bài rất quan trọng. Nhé, rất quan trọng luôn đấy. Vì đây là cái bài là nói về thông điệp, nói về quan hệ giữa hai các nhân vật với nhau. Thì ở trong các nhắc lại là nó chỉ có hai lệnh để mà một lệnh là gửi tin nhắn hay là phát tin nhắn, hay là thầy dùng hay dùng từ là gửi thông điệp từ nhân vật này gửi cho nhân vật khác, và hai là cái lệnh nhận tin nhắn. Được chưa? Bây giờ chúng ta sẽ làm sang bài 2 nhé. Đây bài 1 này, bài 2 là dễ hơn nhưng mà ta thấy nó khó, nó khác hẳn. Bài 2, sang bài 2 là có thể là một người gửi tin nhắn cho nhiều người khác. Chứ không phải là do một dân là không phải là chỉ có một người nhé. Đây, làm bài số 2 nhé. Bây giờ các bạn làm xong chưa? Nó chỉ có thế này thôi. Mèo này, đây là giáo viên này nhé. Bây giờ thầy làm sang bài số 2. Thầy lưu ngay là bài số 2. Bài số 2 như sau này.
Bài số 2 của chúng ta xóa mèo đi và chúng ta sẽ làm như sau. Chúng ta sẽ cho vào đấy là có một giáo viên. Và các bạn cho vào đây thêm 3 người nữa nhé. Đóng vai là 3 học sinh. Thì chúng ta chọn là người nhất này. Đây. Bất kỳ thôi, chúng ta chọn bất kỳ ai cũng được nhé. Chúng ta chọn là con người này. Đấy. Ví dụ như là thôi được. Đây là một người này. Thầy cho nó bé đi nhé, thầy để ở đây nhé. Cái người này thầy để cho nó bé đi. Kích thước của người này là thầy để cho nó là 50 thôi. Cho nó bé đi nhé. 50 thôi. Đấy, đây là một người nhé, người hai này. Thầy cho một người nữa này. Đây là bạn này nhé, bạn này. Đấy, bạn này. Thầy để cho nó bé lại, những người này thầy để cho là 60% thôi. Đó. Người số 2 ở đây nhé. Đây là cô giáo ở đây này. Và cho thêm vào đây lên một người số 3 nữa nhé. Như vậy là có 3 bạn học sinh đúng không? Đây, 3 bạn. Bạn này thầy cứ cho nó bé lại 50 đi nhé. Đấy. Được chưa? Vậy thầy đặt tên nhé. Nhân vật này thầy đặt tên là cô giáo. Thì viết đây là cô giáo nhé. Cô giáo. Nhân vật này, thì đặt tên là Hùng, bạn Hùng nhé. Nhân vật này thì đặt tên là bạn này là bạn Lan nhé, Lan. Còn bạn này đặt tên là bạn Quang. Đấy, chúng ta là có nhắc lại này, có cô giáo là một này, có Hùng là hai này, có Lan là học sinh thứ hai và Quang học sinh thứ ba. Được chưa? Rồi bây giờ chúng ta sẽ làm cái bài tập sau đây này. Cô giáo sẽ nói là chào các em. Thì tất cả 3 bạn cùng trả lời ngay là chào cô. Đấy. Chúng ta chỉ biết khi nào cô giáo chào nhé. Nhưng mà nghĩa cô giáo là chào thì lập tức cả 3 cùng trả lời ngay. Thế làm thế nào bây giờ? Để chúng ta làm lập trình nhé. Đây. Bây giờ chúng ta lập trình như sau này. Chúng ta cho cô giáo, sau khi cô giáo nói là chào các em, cô giáo sẽ gửi một thông điệp, một tin phát cho tất cả 3 bạn. 3 bạn cùng nhận và cùng trả lời. Đấy, cho nên chúng ta đây lập trình như vậy nhé. Là vẫn là phải là nhận thông điệp và trả lời. Đây, chúng ta lập trình cho cô giáo trước đây, cô giáo đây nhé. Đây, rồi. Bây giờ chúng ta sẽ lập trình cho cô giáo này. Đây. Khi bắt đầu vào, cô giáo sẽ chào. Đây. Cô giáo sẽ chào đây. Xin chào các em. Chào các em. Cô giáo sẽ nói trong 2 giây. Được chưa? Khi cô giáo nói xong thì thầy muốn là cả 3 bạn đều nói là chào cô. Chào cô ạ. Thì làm thế nào? Rồi, thì muốn vậy thì giáo viên sẽ phải gửi một thông điệp cho cả 3 em cùng nghe. Đây, bây giờ cô giáo viên sẽ gửi chúng ta vào lệnh sự kiện và cô giáo sẽ gửi cái lệnh là phát tin. Nhé. Đây này này, phát tin. Chúng ta bấm vào đây và chúng ta chọn thông báo mới. Chọn là chào các em, là cô giáo, đây là cái thông điệp là cô giáo chào tất cả 3 em. Đó. Như vậy là giáo viên lấy này nhé. Cô giáo nói chào các em trong 2 giây sau thì cô giáo gửi thông điệp chào các em. Và khi nhận được thông điệp này thì cả 3 bạn đồng thanh trả lời. Đây, chúng ta vào bạn này là bạn Hùng trước nhé. Chúng ta chọn cái này là khi nhận chào các em. Đó. Thì học sinh này sẽ kêu gì? Học sinh sẽ vào đây sẽ trả lời là chào, xin chào cô. Chào cô. Chào cô ạ. Nhé. Yeah. 2 giây. Và bạn này cũng vậy. Tất cả các bạn đều như vậy hết. Tại là vào bạn này, bạn Lan cũng hình như vậy. Và đây là khi nhận chào các em thì bạn Lan sẽ nói là chào cô. 3 bạn cùng nói đồng thanh giống nhau nhé. Chào cô. Đấy. Và bạn này là bạn Quang cũng vậy. Thì vào cái lệnh này. Đây. Khi nhận chào các em thì bạn là Quang cũng nói là chào cô. Đồng thời luôn. Như vậy là rất đồng thời luôn. Khi cô giáo đón chào các em thì lập tức sau 1, sau 2 giây sau thì cả 3 bạn đồng thanh nhé. Bạn chú ý đấy, đồng thanh trả lời. Vì sao? Vì 3 bạn đó là nhận thông điệp cùng một lúc. Cái này rất quan trọng nhé.
là nó nhanh, nó tích tắc rất nhanh, cái quan hệ là rất là rất nhanh. Thì đây là cái lệnh rất quan trọng cho chạy thử như thế này. Bạn có sao thế này, lệnh của cho các em này. Đây là tất cả ba bạn cùng đó chào cô luôn, có thấy không nào? Phóng to cho cả lớp xem nhé. Đây cô giáo này, chào các em, tất cả của đó là chào cô, thấy không nào? Đấy, để chúng ta chú ý nhé. Đấy. Bây giờ thầy sẽ em, thưa đây là bài thứ nhất, thầy sẽ các em làm đi, và thầy sẽ lưu cái bài này, là cái bài lưu và về là cái bài là gì, là cô ai ơi. Bài nào? Thầy ơi, chào chị và cô. Thầy ơi. Các bạn làm thế nào? Cái bài mà thầy đang làm á. Đây này, đây là cô giáo nhá. Bài này tên là gì vậy cô? Đặt tên là cô giáo chào các học sinh. Nhá. Đặt tên là cô giáo chào học sinh. Một cái bài rất ngắn thôi nhưng mà rất là hay, là chúng ta có bốn nhân vật nhé. Có một cô giáo và ba học sinh, và bốn nhân vật này là có quan hệ với nhau. Cô giáo gửi thông điệp cho tất cả ba cả ba bạn cùng một lúc, cả ba bạn đồng thanh trả lời. Đấy, rất hay chứ, rất hay là đồng thanh trả lời nhé. Đó, tất cả để thông qua cái lệnh là phát tin hết, phát tin và nhận tin nhé. Đây lệnh phát tin đây. Còn chỗ này là đây lệnh là nhận, khi nhận tin này, đấy, khi nhận nhé. Khi nhận này, ba bên này là chuyển dần là giống hệt nhau, được chưa? Đó, thấy không? Đó. Tôi còn nghe thấy âm thanh không? Nghe thấy không? Tiếp tục đi thôi. Rồi. Đó, chúng ta ghi lại là gì, là chúng ta ghi lại là đấy nhé, là cô giáo chào học sinh nhé. Đó. Rất quan trọng luôn. Bây giờ thầy sẽ làm tiếp này. Sau khi mà cô giáo chào các em và các em trả lời rồi. Hello. Xong rồi thì cô giáo mới hỏi các bạn. Em vô nhé. Phòng chức lượng kết. Kết giả nữa là 70. Nha. Còn các bạn cho ba cái em này nó nhỏ làm tí cho nó đẹp thôi, cho nó không nó to quá thì nó xấu màn hình thôi nhé. Bây giờ chúng ta sẽ lập trình tiếp tục này. Cô này khó một chút này. Sau khi mà ba bạn trả lời rồi thì cô giáo sẽ gì? Cô giáo sẽ hỏi tiếp. Cô giáo là quen bạn Lan. Cô giáo sẽ hỏi là bạn là em Lan đi đâu đấy? Và Lan sẽ trả lời là thưa cô em đi học ạ. Được chưa? Thì làm nào bây giờ là bước tiếp theo là không phải là giáo viên hỏi tất cả, nó chỉ hỏi riêng Lan thôi, thì làm thế nào? Lan trả lời thôi, còn hai bạn kia là ngụy được im. Thì làm thế nào bây giờ? Được rồi, chúng ta cùng nhau làm tiếp nhá. Đây. Tức là muốn cho mà giáo viên sẽ hỏi tiếp bạn Lan thì giáo viên sẽ làm như sau. Giáo viên sẽ phải ra câu hỏi thôi và sẽ gửi thông điệp cho bạn Lan để Lan trả lời. Nhá, đây. Ở đây chúng ta sẽ cho khi cô giáo làm xong này, cô giáo sẽ chờ, cho cô giáo chờ khoảng 2 giây hay 3 tùy mình thôi. Cô giáo sẽ đợi khoảng, khi cô giáo đã phát tin rồi, cô giáo đợi khoảng 3 giây sau. Thì cô giáo sẽ hỏi. Đây, cô giáo sẽ hỏi tiếp theo này, cô giáo sẽ lập tức hỏi bạn này. Hỏi bạn Lan nhé, là Lan, em Lan đi đâu đấy? Đi đâu đấy? Đấy, thấy không nào? Như vậy là cô giáo hỏi riêng Lan thôi. Chứ làm thế nào để Lan trả lời riêng cô giáo nhỉ? Đây, cô giáo sẽ gửi một cái thông điệp, gửi một tin nhắn riêng cho Lan. Gửi luôn với trên. Cô giáo chúng ta vào đây và chúng ta đặt cái lệnh là phát tin. Và cô giáo sẽ, chúng ta chọn cái lệnh ở đây là chọn cái là thông báo mới, đây là hỏi Lan. Đây là cái lệnh là các bên gửi một thông báo mới giữ cho Lan thôi, đặt tên là hỏi Lan. Và chúng ta đưa lên trên đây. Đưa lên trên ở đây. Đó. Thậm chí là phát tin trước rồi mới gửi cái lệnh đó sau cũng được. Để vừa phát tin
Lan vừa nghe vừa trả lời luôn. Đây này, hỏi Lan nhé. Cô cho hiểu chưa? Đây là cô giáo chỉ hỏi riêng Lan thôi, không phải hỏi hai bạn kia. Thì như vậy, chúng ta là chỉ cho Lan này, đây Lan đây này. Đó, chúng ta vào cái lệnh là khi nhận thông điệp là hỏi Lan, đó. Ở trên này là Lan là nhận thông điệp chào các em cho cô giáo nhé. Còn đây là riêng cô giáo hỏi riêng mình thôi. Thì Lan trả lời như sau. Tôi vào đây tôi trả lời. Là thưa cô em đi học ạ. Thưa cô em đi học ạ. Đấy. Rất đơn giản. Như vậy là cô giáo hỏi riêng Lan và riêng Lan trả lời thôi. Thầy ơi, con không kịp thầy ơi. Sao? Con không kịp. Đây này, bây giờ con lập trình tiếp cho cô giáo viên này. Đây nhé. Đó. Nào con lập trình tiếp cho giáo viên này, xong ra lập trình cho Hùng, cho Quang, cho Lan này. Đấy. Thế chúng ta làm đây nào, chúng ta ngồi làm đây. Đây là Hùng nhá. Đây là Quang nhá, đây là Lan. Lan thêm một lệnh nữa đây thôi. Rất đơn giản. Chơi thử nào. Đây, chào các em. Tất cả trả lời hết. Đúng không? Thưa cô giáo hỏi Lan đi đâu đấy thì Lan trả lời thưa cô em đi học ạ. Thấy chưa nào? Chúng ta vừa làm xong một cái bài rất là ngon lành. Được chưa? Bây chúng ta ghi vào đi, chúng ta nhập vào đi. Bây giờ thầy bài này là bài thầy ghi lưu vậy, bài này là cô giáo nói chuyện với học sinh với Lan nhá. Em là học sinh thầy ơi. Ơi, kịp không? Thầy đây biết làm đi, thầy đợi, con làm đi nào, thầy đợi một chút nhá. Đó. Bài này rất quan trọng luôn. Tức là chúng ta muốn là quan hệ giữa nhân vật này và nhân vật khác thì làm như nào thì dùng chính cái này đây nhá. Nhưng mà như vậy là cô giáo hỏi riêng Lan một câu. Được chưa? Thầy ơi. Ơi. Hay quá cái chỗ Lan đó kìa. Đây Lan đây. Đấy. Xem xong chưa? Xong Lan chưa? Tức là cái việc mà hỏi trả lời là thông qua hai lệnh. Một là lệnh là gửi phát tin hay là gửi thông điệp. Hai là lệnh là trả lời thông điệp hay là lệnh là khi nhận. Đấy. Thì làm cái gì? Thầy qua cái cửa sổ để cô giáo đây. Cứ bình tĩnh. Đây cô giáo đây nhé. Đó. Thấy chưa? Được lớp và cái lớp làm mình chính như làm xong rồi bài này thì ta mới làm xong bài khác. Cứ bình tĩnh làm nhé, không vội. Nhìn rõ chưa? Thì phải phóng to nhìn rõ nhé. Đấy. Đây là cô giáo này. Nhìn rất to, nhìn rất là rõ màn hình chưa? Ủa thầy ơi, tên bài này là gì vậy thầy? Tên là đặt tên bài này là cô giáo nói chuyện với Lan. Cho nên dễ hiểu thôi mà. Tùy các con đặt tên con là tùy các bạn nhé. Đặt thế nào cũng được. Nhưng mà đây là để các con thấy là cách chúng ta lập trình để điều khiển là nhân vật này
nói chuyện với nhân vật khác thì như thế nào, đâm ra là quan hệ giữa hai nhân vật thì như thế nào. Đấy. Làm nhiều nó quen thôi nhá. Thầy ơi, làm được chưa? Bài của con á thầy. Gì? Cô giáo hỏi là bạn Lan trả lời liền, cái cô giáo hỏi trong vòng 1 giây, cái con thấy nó nhanh quá, sao con thêm vô là đợi thêm 1 giây nữa rồi mới trả lời được không thầy? Cũng được, tùy, cũng được nhé. Yeah. Tùy các bạn. Thầy ơi, con có cái cạnh mới là vô cái phải cộng nó xong cái thầy vô cái chỗ text to speech là thầy là xong cái thầy bấm vô cái nó cái là nó kêu cái gì đúng không? Sau đó thầy ghi cái chữ mà thầy muốn nói cho cũng được đây thầy thử nhé, được đồng ý. Đây vào đây cái chỗ là text to speech đúng không? À rồi, nào mà thử nào. Nói. Đây. Để cho luôn vào đây nhá. Chào các em. Nhưng mà tức là nói tiếng Việt không chuẩn đâu. Rồi, xong vào đây tiếp tục lên nói nhá. Em Lan đi đâu đấy nhá? Em Lan đi. Mà tiếng Anh thì rất chuẩn, mà tiếng Việt thì không chuẩn đâu. Nhưng mà thế là cứ nghe thử nhá. Nào, nghe thử nào. Chào các em. Chào cô, rồi. Em mời anh đi đảo đây. Đấy, nhớ. Thôi, em được cái gì rồi. Thầy ghi tiếng Anh mới được thầy. Ừ, biết rồi, đây, thầy làm cho nó vui thôi mà. Không, bây giờ thầy sẽ thu âm bằng tiếng Việt thẳng hoi, thầy bỏ ra nhé, đây là thầy bỏ ra tiếng Anh này, thầy để thu âm bằng tiếng Việt cho nó hay nhé. Đây bây giờ thầy bỏ cái này ra, thầy thu âm luôn bằng tiếng Việt nhé. Để cô giáo này, âm thanh này, thầy sẽ thu âm đầu tiên là chào các em này. Chào các em. Rồi, nghe thử nào. Chào các em. Để nghe lại. Chào các em. Rồi. Chào các em. Chào các em. Rồi, lưu. Lưu là chào. Chào các em nhé. Rồi. Thầy ơi, con không nghe được cái tiếng thầy thu âm. Không thu âm nữa. Không nghe thấy á thầy, không nghe được cái tiếng thầy thu âm. Thế à? Để thầy ấy lại, thầy chia sẻ lại. Nghe được chưa? Em nghe lại đi thầy. Đây thầy, thầy nghe lại chỗ này là âm thanh như này. Đấy. Chào các em này. Chào các em. Thầy nghe rõ chưa? Dạ được rồi. Rồi nha. Đấy bây giờ thầy mới đưa âm thanh ra đây cho nên âm thanh nhé. Thì là đây chào các em đây. Bắt đầu chào các em đây. Thầy để ở đây này. Đấy. Chạy thử nó bắt đầu nhé. Các em. Đấy. Chào cô này, bị thầy sẽ ghi chỗ này là em Lan yêu đấy nhá, thầy thu âm tiếp cho cô giáo nhé. Đây. Âm thanh này, thu âm tiếp tục, đây nhá. Em Lan đi đâu đấy? Em Lan đi đâu đấy? Thầy thu âm lại. Em Lan đi đâu đấy? Em Lan đi đâu đấy? Rồi, hỏi Lan nhé, đặt tên là hỏi Lan nhé. Rồi, bây giờ thầy sẽ cho ở đây để thầy cho nó nghe hỏi Lan. Đấy, bắt đầu này, thử lại nhé. Các em. Em Lan đi đâu đấy? Đấy, được chưa? Chỗ này thầy phải nói em Lan đi đâu đấy nhé. Thì như sau thì... thôi được, khi mà như vậy là khi âm thanh ra rồi, xong rồi thì mới gửi thông điệp. Đây, thế để sao sao xong này.
thầy sửa đẹp chút cho nó hay như thế này, thầy sửa cho thật đẹp cho nó thật hay nhé. Thầy gọi cái lệnh này, em lăn đi đâu đấy này. Lan đi đâu đấy nhé. Thì để cái này lên trên. Sau đó là thầy cho cái này, thì gọi cái lệnh này, em lan đi đâu đấy, gọi cho đến xong rồi, hỏi xong rồi thì mới chuyển cái này. Đấy. Được chưa? Đấy. Lan đâu đấy, xong mới hỏi Lan. Chào các em. Rồi. Chúc em Lan đi đâu đấy. Đấy, được chưa? Đấy, thế là được rồi đấy. Biết là cho được tắt nữa thôi. Phát tin xong thì là tắt câu này đi nhé. Lan đi đâu đấy này. Muốn tắt thì dùng lệnh này. Tắt thì thầy để nó xóa đi đấy hết. Đấy, là đấy hết. Được chưa? Đấy, thế bây giờ thầy lập trình giúp cho Lan này. Lan sẽ trả lời nhé. Lan sẽ trả lời là thưa cô em đi học ạ. Thì con ta sẽ ra trả lời như sau. Thầy thu âm cho Lan này. Đây. Cho Lan nhé. Thưa cô em đi học ạ. Đấy. Thưa cô em đi học ạ. Thưa cô em đi học ạ. Thưa cô em đi học ạ. Rồi. Nhé. Lan là thưa cô. Đấy. Thưa cho Lan nhé. Lan đây này. Lan sẽ nói và nói âm thanh và phát âm luôn. Đấy. Bây giờ làm lại thử nhé. Đây. Cô giáo như thế nào con chưa xem kịp. Đây nhé, cô giáo này. Từ đầu em Lan đi đâu đấy, thưa cô em đi học ạ. Đấy. Từ đầu chào này. Chào các em. Chúc em Lan đi đâu đấy, thưa cô em đi học ạ. Đấy. Được chưa? Đấy, rồi đấy, xong rồi. Xong cái bài khác, vẫn là bài đấy thôi, nhưng thầy làm mở thầy cho thanh vào cho nó hay thôi nhé. Để con biết là như vậy là có thể lập trình được như vậy, điều khiển được như vậy. Tại vì con lưu bài này vào đi. Bài này là bài tiếp theo, thầy sẽ lưu vào rồi thầy sẽ làm sang bài mới. Bài này là cô giáo nói chuyện với Lan, nhưng mà phiên bản 2. Thầy để là phiên bản 2. 2 là bản khác một chút so với lúc nãy. Thêm âm thanh vào thôi nhé. Đó. Thế con làm đi. Nếu không thì thầy sẽ chuyển sang bài mới, chuyển sang một cái bài khác cho nó hay hơn là bài này. Bài này là bài đầu tiên thôi, để biết là chúng ta có thể điều khiển như vậy. Cho cô giáo chào một bạn, nói chuyện một bạn, hoặc là cô giáo chào cả lớp. Đấy, cái hai chúng ta có thể điều khiển là hoặc là cô giáo nói chuyện với cả lớp trả lời, hoặc là cô giáo cho nói chuyện với một bạn thôi, bạn đã trả lời thì như thế nào, chúng ta hoàn toàn lập trình được để điều khiển. Được chưa? Đấy. Có thấy hay không nào? Bây giờ chúng ta sẽ học vẫn là những cái này thôi, chúng ta sẽ học sang một cái bài khác để ta thấy là có thể dùng rất đa dạng chứ không phải chỉ là nói chuyện như này. Tức là đây là những cái lệnh để mà điều khiển từ nhân vật này điều khiển sang nhân vật khác, quan hệ với nhân vật khác. Đó, thì đó là cái lệnh rất quan trọng. Nhé, thế bây giờ thầy làm như này, thầy làm sang một cái bài tiếp theo như thế này. Là chúng ta có thể lập trình. Chúng ta lập trình để mà cho một bạn là nó biểu diễn ở trên màn hình. Bạn nó bấm nút này, bấm nút A thì hiện hình cái nhà, bấm nút B hiện hình cái con mèo. Có làm được không? Đấy, bấm nút A thì hiện hình cái nhà, bấm nút B thì hình khu rừng. Đó, thì chúng ta có thể điều khiển được cái đó. Đây, chúng ta làm nhé. Để chúng ta new bài mới và chúng ta sẽ tạo ra một cái chương trình là như là chúng ta biểu diễn vậy, như là chúng ta tạo nút lệnh và bấm nút lệnh thì sẽ hiện màn hình theo hình mà chúng ta mong muốn nhé. Rồi, cho làm thử nhé. Bây giờ thầy làm bài này, thầy xóa cái này đi. Bây giờ thầy sẽ tạo ra một cái các cái nút lệnh khác nhau nhé.
Bây giờ thầy dùng gì để vào lúc lệnh bây giờ nhỉ? Thầy dùng cái gì để làm thầy tìm cái lúc lệnh nhé. Thầy ra rồi đây. Đây. Đây cái lúc này là nút này, đây là nút 1 nhé. Thầy để ở đây này. Đấy. Và tìm một nút khác. Đây. Nút này. Nút này nhé. Đó. Thầy để ở đây. Được chưa? Và thầy mà để thế nào nhỉ? Được chưa? Rồi, thì biệt thầy muốn là bố nhân này là bình thường thôi, hiện ra màn hình là trắng. Nhưng nếu bấm vào đây này thì nó hiện một cái hình khác. Bấm đây thì hiện hình khác. Hay chúng ta điều khiển được. Đây là cái nút lệnh nhé. Như vậy chúng ta tạo được cái nút lệnh khác nhau ở trên màn hình. Và màn hình của nó là như này và chúng ta có thể lựa chọn để chúng ta chuyển hình khác nhau. Đây, như sau. Kệ các con vào trong sân khấu và các con chọn cho thầy là bổ sung thêm hai cái phông nền để cho đẹp. Đây. Phông nền 1 nhé. Đây là backdrop 1, thầy để đây là số 1 đi, số 1 cho nó dễ nhé. Thầy gọi đây số 1 này. Chú đề tên nhé, đề tên của sân khấu này. Để 1 nhé. Rồi. Bây giờ thầy bấm vào đây thầy chọn hình số 2. Hình số 2 là hình thầy chọn cái hình là một tòa nhà nhé, là một sân khấu đây. Hình số 2 đây. Rồi, hình số 2 là cái này. Là sa mạc, đúng không? Hình số 2 đây. Thì đặt tên là sa mạc. Sa mạc. Được chưa? Sa mạc. Chữ hồng hồng chỉ là hình số 2, thì được sa mạc. Sa mạc. Mạc. Nhé. Và một cái nữa là bấm chọn cái nữa đi. Hình số 3. Hình số 3 thầy chọn nó là gì cho đẹp nhỉ? Thì các bạn chọn đi nhé. Bất kỳ. Đây, trường. Galaxy thầy. Rồi đây, trường nhé, trường học. Nhưng mà số 1 là trắng này. Số 2 là sa mạc này và số 3 là trường học. Được chưa? Đấy. Thì thầy muốn như sau. Thầy muốn là bình thường khi bắt đầu vào chương trình ấy thì màn hình là trắng. Khi bấm vào đây này thì nó ra là sa mạc, bấm đây là trường học. Được chưa? Mà thầy muốn thêm bấm nút nữa đấy nè. Chứ ba nút cho nó hay đi. Bấm nút thêm. Đây. Đó giờ nó kêu là này. Nó nhiều quá à. Đây, thầy ở đây thầy bấm này. Đây. Chọn ba nút cho nó ba hình khác nhau nhé. Đây. Bấm nút này thì làm bấm nút xanh này thì làm tròn này thì là trở về nền trắng. Bấm nút này thì ra sa mạc. Bấm nút này thì ra ra cái gì ra trường học. Được chưa? Đó. Thế bây giờ khi mà thầy bấm chuột lên một cái nút ấy, lên nút lệnh thì nó có một lệnh để mà tạo ra cái sự kiện đó. Nhưng vấn đề là khi mà bấm chuột lên nút lệnh ấy thì muốn là người thầy muốn bấm nút ở đây này để nó ra được cái sa mạc thì thầy phải gửi một thông điệp, gửi một cái tin phát từ cái nhân vật này gửi đến cho sân khấu. Sân khấu cũng có thể nghe được nhé. Sân khấu cũng có thể nghe được, nhận được tin nhắn và chuyển. Đây. Làm như sau nhé. Đây. Thầy bật thầy vào chào nút 1 đây nhé. Đây này. Thầy vào lệnh sau đây. Thầy vào cái lệnh là khi mà bấm vào nút vào nhân vật này. Đấy. Đây là cái sự kiện là khi chúng ta nháy chuột lên một nhân vật thì nó chạy cái này. Lệnh này nhá. Khi bấm vào nhân vật này. Cái nhân vật nó có số thầy. Thầy để theo thứ tự đi thầy. Thầy để đây là nút 1 nhá. Nút 1 này. Ở đây là thầy để là nút 2 nhá. Nút 2 nhá. Cái chỗ này là nút 3 nhá. Đặt tên như thế cho nó dễ thôi. Nhá. Nút 1 đây này. Nút 2 nhá. Nút 3 thì thầy muốn là bấm nút 1 thì hiện lên là sa mạc. Bấm nút 2 là hiện lên là trường học. Bấm nút 3 là trở về màu trắng. Biến mất. Rồi, thầy lập trình trước nhá. Thầy lập trình cho nhân vật là nút 1 trước đây. Như này. Thầy vào lệnh này. Đó. Thì lệnh này khi mà nhân vật nhận được cái khi thầy bấm nút vào đây là bấm chuột lên nhân vật thì nhân vật sẽ làm sao? Nhân vật sẽ phát tin. Đó, bạn chú ý nhé. Nhân vật cái phát tin cho nó đặt tên cái tin này
là sa mạc. Và như vậy chúng ta muốn là hiện sa mạc. Sa mạc. Được chưa? Đó, sa mạc. Thấy không nào? Đấy, các bạn chú ý nhé. Chúng ta bắt đầu lập trình, bắt đầu hay hay đấy. Sau đó chúng ta sẽ người nhận thông điệp là sân khấu. Bấm vào đây. Đây. Thì khi bắt đầu vào sân khấu, bắt đầu chương trình, thì sân khấu chúng ta, sân khấu sẽ hiện lên, phông nền sẽ chuyển thành một. Đây. Sân khấu nhé. Đây cũng có ý. À. Đây, sân khấu đây. Sân khấu là đổi phông nền thành một nhá, một trắng tinh này. Được chưa? Rồi, khi chúng ta lập trình cho sân khấu đây. Khi mà đây, khi mà sự kiện, khi mà người sân khấu nhận được sa mạc, đây. Sa mạc thì sân khấu sẽ chuyển phông nền đây, đổi phông nền về sa mạc. Thấy không nào? Sa mạc. Đó. Thấy không nào? Đó. Như vậy là chúng ta thấy là có khác nhau nhé. Bấm lên này. Sa mạc. Thấy không nào? Như vậy chúng ta có quan hệ giữa nút lệnh 1 và sa mạc và sân khấu. Bạn thấy không nào? Khó đấy. Chúng ta thấy khó một chút đấy nhé. Bạn chú ý. Chạy ứng trên nhé. Đây. Bắt đầu là nó trắng như này. Trắng nhé. Khi bấm vào đây. Bấm vào đây thì nó sẽ gửi một thông điệp như này. Bấm vào đây nhé, nó sẽ gửi như này này. Gửi thông điệp là phát tin là sa mạc. Và sân khấu nhận được đây. Và chuyển về sa mạc. Bấm lên này. Chuyển về sa mạc. Thấy chưa nào? Giờ thì làm tiếp tục nhé. Thật lập trình cho anh này. Khi bấm nút vào nút này là nút 2 nhé. Đây, khi mà chúng ta đây. Khi mà bấm vào cái nút số 2. Đây thì nút số 2 sẽ gửi thông điệp phát tin số 2 là phát tin có tên là trường học, để hiện trường học. Đó, trường học. Và sân khấu khi nhận thông tin trường học đây. Khi nhận trường học, thấy không nào? Bấm đây, nhận trường học. Thầy ơi, chúng anh bị lỗ hay răng ơ. Đây có cái là gần thầy cho xem nhé, thì sẽ đổi phông nền thành trường. Đấy, thành trường. Thấy không nào? Thầy ơi. Sao? Mai, làm đi. Mai của em. Thầy ơi, nút số 2 là đổi phông nền thành trường hả thầy? Đúng thế. Nút số 2 đây. Và nút số 3 là đổi phông nền thành nền trắng. Đây, nút số 3 đây. Khi mà nhấn nút lên nút số 3. Thì sẽ gì? Sẽ gửi thông điệp. Thầy ơi. Sao? Thầy. Phát tin. Em không bấm chữ được. Không bấm được kìa, bấm được chứ. Là con không bấm được. Nền trắng. Máy không bị lỗ hay răng á. Con bấm đây nè, bấm đây nó sẽ được nè. Bấm đây gõ chữ vào đây vài chữ này nó sẽ được đấy. Nó là do nó bị hơi treo máy thì thôi mà. Nhưng mà mấy con bị lỗi con không nhớ được cái chữ hết trơn á. Đây, chúng ta đổi thành nền trắng đây. Đổi phông nền thành nền thành số 1 đây. 1 nhé. Đó. Đây, đây là chương trình cho của phông nền này. Và tất cả đều điều khiển qua cái thông điệp hết. Nên chúng ta làm lại từ đầu nhé. Đây. Trắng nhé. Bấm vào đây này. Đấy, sa mạc này. Bấm lên là trường này, trắng này, trường này, sa mạc này, trường này, trắng này. Đấy. Như vậy là một chương trình điều khiển để nhân vật này điều khiển sang nhân vật khác. Đấy, các bạn làm thế nào? Bạn này đặt tên là gì? Là bấm nút điều khiển. Là bấm nút đổi nền. Bấm nút đổi nền, đồng ý. Đổi nền nhé. Đấy. Bấm bán đúng đâu bán đấy mới đủ. Con làm thế nào? Làm tập làm cho nó quen đi nào. Để sân khấu nhé.
Thôi là con làm đi nào. Thầy ơi, thầy thấy ở trên đó cái thai trong tài, thầy gõ chữ rồi đó là thầy đã đặt tên rồi đó thầy. Ừ, đúng rồi. Vậy mấy cái... Lưng... Sầm... Lưu rồi. Dạ. Yeah. Thầy ơi. Ơi. Thầy. Thầy chỉ nuôi... Thầy chỉ nuôi cái lịch trình của lúc 1... lúc số 3. Đây là lên lớp 1 nhé. Lớp 2 đây này, lớp 2 đây này. Lớp 3 này. 3 này là rất là câu quật lệnh thôi. Rất đơn giản như này thôi. Lớp 1 đấy nhé. Lớp 2 này. Lớp 3 này. Mỗi nút là khi ta ra chúng ta nhấn chuột lên là nó sẽ gửi thông điệp, gửi tin nhắn, phát tin nhắn cho sân khấu. Sân khấu là cái nơi nhận tin nhắn và trả lời bằng cách là đổi đèn nhá. Đấy. Tùy các bạn nhé, đây là mẫu đó mà. Các bạn tùy các bạn có thể làm thêm tùy nhé. Thoải mái mà nhé. Tiếp tục đi nào. Gì cơ? Xong chưa? Xong chưa thì sẽ làm xong bài khác. Em chưa xong thầy. Rồi thì cứ làm đi nhé. Dạ em cảm ơn thầy. Đây sân khấu này, sân khấu là cái chỗ khó nhất. Thì các bạn làm nhìn vào sân khấu nhá. Làm xong rồi làm gì nữa thầy? Làm xong rồi sẽ làm sao bài khác thôi. Như có nhiều bài mà. Thầy ơi, thầy chỉnh mua cái chỗ lập trình của lúc 1 á. Đây đến 1 đây này. Nhìn rõ chưa? Em nhìn rõ rồi thầy. Đấy, mình chúng ta thấy là ta lập trình rất đơn giản nhé. Bấm lên này, đấy. Bấm lên ra cái này. Như vậy chúng ta hoàn toàn có thể làm cái chương trình kiểu như là tương tác để dạy học đấy. Tương tác để trình diễn rất là thoải mái. Thế là chúng ta lập trình là kích chuột vào nút lệnh là làm gì đó, được chưa? Như chúng ta muốn lập trình là kích vào nút 1 thì hát bài hát này, kích vào nút 2 thì hát bài hát này, là chúng ta làm hoàn toàn làm được như vậy nhé. Không chưa?
Đây là cái bài đặt tên là gì? Đặt tên bài này là đặt tên chưa nhỉ? Chị đặt tên à? À, chị đặt tên. Đặt tên là... Bấm nút đổi nè. À, rồi đúng không? Thầy có đặt tên rồi. Là bấm bấm nút đổi nền. Nhá. Đấy, như vậy đây là một bài số 2. Vẫn là một cái bài mà sử dụng cái khái niệm là tin phát hay là thông điệp để mà truyền thông tin từ nhân vật này sang nhân vật khác. Từ nhân vật vào sân khấu hoặc là từ sân khấu vào nhân vật nhé. Con thấy này là cũng hơi rối á thầy, bài này nó cũng hơi rối. Hơi rối à? Ừ thì nó mới nhé. Còn về sân khấu sau này con làm quen rồi thì nó không rối nữa. Mới như thế thôi nhé. Nhưng mà đây là bài khó. Đây là bài khó và bài rất quan trọng. Đó rồi, chúng ta thầy làm cùng các bạn làm cẩn thận từng bài một để chúng ta hiểu nhé. Quan trọng nhất. Quan trọng nhất là cái là coi lại hai kiểu được không thầy? Gì cơ? Thầy cho em coi lại hai kiểu được không? Nút nào? Nút 2 đây. Nút 2 là trường học nhé. Nút 3 đây. Không phải, cái lỗ. Dạ thầy. Rõ chưa? Happy birthday bằng cây lăn. Cây lăn nhanh nhẫn. Bài mới đi thầy. Ừ. Bài mới nhá. Quan hệ này là nó là rất quan trọng luôn. Thực tế chúng ta phải... Em chưa làm gì thầy. Nhé. Sao? Xong chưa? Dạ rồi. Rồi. Xong rồi thầy ơi. Ừ. Nào, bây giờ thầy làm tiếp một bài nữa nhé. Đây. Mới. Mới là thầy. Bài mới nhé. Bây giờ thầy sẽ làm cái bài này cũng đơn giản thôi, nhưng mà có thấy là cái vai trò của cái tin phát là nó rất quan trọng nhé. Đây thầy làm thử cho các bạn xem này. Bây giờ thầy làm như sau nhé. Bây giờ thầy thử như sau này. Thầy thử giả sử chúng ta có một sân khấu. Đây chúng ta làm cái nền sân khấu là một cái đây ta chọn sân khấu nhé. Má động mạch thì nó mới lòi ra trên tay đúng không? Đây nhé. Rồi bây giờ giả sử như sau này. Giả sử thầy sẽ cho đây là hai nhân vật. Một nhân vật đầu tiên là nhân vật là sẽ là ca sĩ hát. Ra đây hát này. Nhá. Rồi, nhân vật thứ hai thì đóng thầy là quan hệ thầy sẽ mô tả nhân vật thứ hai là đây là cái người này. Nhân vật thứ hai đây. Nhân vật thứ hai. Đây nhá. To quá thầy ơi. Bây giờ cho nó bé lại này. Nhân vật thứ hai thì cho nó bé lại. Đây cho nó bé lại nhé. Nhân vật thứ hai là nhỏ này thôi. Nhân vật thứ hai đâu rồi nhỉ? Thầy xóa mất rồi. Để nhìn bấm nhầm là xóa rồi. Để thầy lại. Thầy xóa mất tiền rồi. Ừ. Xóa mất rồi. Đây. Nhân vật số 2 nhé. Nhân vật số 2 thì để nó còn nhỏ hơn này thôi. Đấy. Nhìn vào đây nhé. Bây giờ như này. Bây giờ thầy làm như sau nhé. Nhân vật này sẽ làm nhân vật này này. Các bạn nhìn thấy chưa? Có hai nhân vật nhé. Nhân vật này là đặt tên là ca sĩ này. Ca sĩ. Đúng không? Nhân vật này là nhân vật đặt tên là MC. MC. Nhé. Rồi thầy làm như sau này. Thế bây giờ này sau đầu tiên MC đi ra sân khấu. MC nói là xin chào các bạn, xin giới thiệu ca sĩ hát. Khi MC nói xong, MC đi vào thì ca sĩ lại đi ra. Ca sĩ đi ra hát xong
thì MC đi ra nói là cảm ơn ca sĩ. Đấy, mà chúng ta cái nó quan hệ nó phức tạp một chút, nhưng mà là nó rất là nhịp nhàng. Vì là khi MC mà chưa nói xong thì MC chưa nói xong thì ca sĩ không thể ra được. MC đi vào thì ca sĩ mới đi ra. Mà ca sĩ hát xong thì MC mới đi ra. Chứ ca sĩ đang hát thì đang hát dở thì MC không ra được. Thì làm nào điều khiển được là khi ca sĩ hát xong rồi thì MC mới ra, làm nào mà điều khiển được. Đó, chúng ta chú ý nhé. Thầy thì, ơi, con thay cái micro cho nó giống ca sĩ. Thì được đại khái đấy, chúng ta không quan trọng. Quan trọng là giữa hai người này là phải nhịp nhàng. Đấy, điều khiển sao nó nhịp nhàng. Thì thầy bắt đầu thầy điều khiển nhé. Đầu tiên là MC đi ra sân khấu trước nhé. Còn đầu tiên là gì? Đầu tiên ta để cho cái cô ca sĩ này ở bên trong, ở bên này này. Nấp ở đây nhé, nấp ở đây. Đó, đây là vị trí đầu tiên của MC ở đây, của ca sĩ ở đây. Còn ca sĩ đứng ở đây nhé. Bây giờ thầy sẽ cho ca sĩ là đi ra ngoài này, đi ra đây và nói xong ca sĩ đi vào, MC sẽ đi ra và hát. Chúng ta tập trình như thế đã nhé. Thì con thấy là như nào nhé. Đây, chúng ta lập trình như sau này. Đây, đây là chúng ta trình cho MC trước nhé. MC sẽ đi ra giữa sân khấu và nói là xin giới thiệu ca sĩ hát một bài. MC đi vào thì ca sĩ mới đi ra. Đó, chúng ta trình cho MC trước nhé. Đây này, đầu tiên MC là đứng ở đây này, đứng ở vị trí này nhé. Này, đứng ở vị trí này này. Đó, rồi chúng ta sẽ lập trình cho MC là từ từ đi ra giữa này. Đây, chúng ta cho lập trình thì MC sẽ lướt ra vị trí giữa, lướt trong 2 giây ra vị trí giữa là vị trí gì? Cùng y đó, vị trí giữa là vị trí là x chỉ về 0. Đấy, được chưa? Sau đó mới nói, để cho chị thử này. Khi MC đi ra này, đấy, MC đi ra giữa và bắt đầu nói, được chưa? Nói xong rồi thì MC lại đi vào rồi ca sĩ đi ra. Đây, MC nói nhé, MC nói là đây, MC nói, sở dĩ MC nói đây là MC nói này, tôi xin giới thiệu ca sĩ Mỹ Linh lên hát. Giả sử thế nhé, lên hát. Và giả sử nói trong vòng 2 giây hay là không quan trọng lắm, 2 giây nhé. Đấy. Nói xong 2 giây thì đi vào. Thì chúng ta sẽ cho em ca sĩ đi vào như sau, lại dùng cái lệnh đi vào là lệnh này. Đây, lệnh đi vào, dùng lệnh này lướt trong 2 giây đi về vị trí cũ, là vị trí này. Đây sẽ là 141. Đấy. Được chưa? Nhưng mà đây là chắc là lại lập trình cho MC này. Đây, MC đi ra này, nói này, đấy, xong đi vào. MC đi vào rồi thì ca sĩ mới đi ra. Đấy, thấy chưa nào? Khó, bây giờ là khó nhé. Cái khó là chỗ này là MC đi vào rồi ca sĩ mới đi ra, chứ MC đang nói thì ca sĩ chưa đi ra được. Vì làm thế nào? Đây, khi tới đây nhá, khi ở đây đang ở đây này, khi mà MC đi vào rồi thì MC sẽ gửi một thông điệp, gửi một sự kiện, gửi một tin nhắn. Đây, phát tin nhắn cho ca sĩ. Đấy, đặt tên, bấm lên đặt tên cho nó nhé. Thầy ơi, con không kịp thầy ơi. Đây, thầy con làm đi. Thầy làm rất chậm thì con làm là con làm theo nhé. Nhắc lại này, nhìn rõ chưa? Thầy đặt tên này chứ con. Là mời ca sĩ hát, mời ca sĩ ra hát. Đây là cái thông điệp đấy. Thế con làm giống thầy thế nào? Đầu tiên là MC đứng ở bên cạnh sân khấu, xong đi ra, xong giới thiệu, xong đi vào sau đó mới gửi một cái phát tin nhắn. Đó, gửi để cho cái cô kia, cô đi ra. Đấy, là cái rất quan trọng nhá. Đây nó gọi là, cái bài này là cái bài học về quan hệ, thông điệp giữa các nhân vật.
Gì cơ? Đi tới điểm X là máy đó. Sao? Đi tới điểm X là máy. Là không, là giữa, là giữa, giữa sân khấu. Đây này, đây, đây chỗ này là không rồi này. Là giữa, là ấy con nói là đây tới điểm X chút chứ cái chỗ này là máy á. Chỗ nào? Không nhìn rõ rồi con. Có nhìn rõ không? Cái nói là cái chỗ ở trên khi bấm vào á. Chỗ này là chỗ này là ban đầu tùy từng máy tính của các bạn. Máy của thầy là 141 và trừ 51 của máy các bạn có thể nó khác đi. Đây là vị trí gốc này, vị trí ban đầu của MC là ở đây này. Thì đây nó giống như vậy nhé. Là con nghĩa là 141 đúng không? Ừ, 141 là nằm ở chỗ này này. Nằm ở đây này. Đi cái thời. Đây này. Đấy. Lên hát, lại đi vào, được chưa? Đấy. Thầy ơi. Ơi. Đặc trầu đi lên thành đi ở dưới mặt trình đi thế này. Không đi ở đêm mặt trình đâu thế hả? Không đi ở sân khấu đi đâu. Con cứ làm giống thầy đi là sẽ được chứ mà. Thầy ơi cho con có cái bên chỗ ca sĩ thầy. Ca sĩ chưa có gì. Chưa có gì nhá. Bây giờ mới lập trình cho ca sĩ này, còn bây giờ chưa làm gì cả nhá. Chúng ta đang lập trình cho MC thôi, ca sĩ chưa hề lập trình. Bây giờ bắt đầu lập trình cho ca sĩ. Lập trình cho MC trước. Xong ca sĩ sau. Nhá. Được chưa? Ủa thầy ơi, cái đầu tiên Lolo phải là khi nhận đúng không? Thầy ơi, con làm một con chim cánh cụt. Được rồi. Bây giờ chúng ta lập trình cho ca sĩ nhé. Đây. Bây giờ chúng ta bấm sang ca sĩ đây. Đó. Thì đây là ban đầu của chữ ca sĩ ở đây này. Chúng ta bấm vào đây là ban đầu thì chọn ca sĩ là đứng ở đây. Đây chỉ vị trí ban đầu này là 214 và trừ 44 là đứng ở chỗ này nhé. Đó. Thì đây là cái vị trí ban đầu của ca sĩ. Khi mà ca sĩ mà nhận được cái thông điệp là mời ca sĩ ra hát thì ca sĩ mới đi ra. Đấy, chúng ta lập trình nhé, đây này. Lập trình này, sự kiện này, khi nhận ca sĩ ra hát, đó. Như là phải sau khi mà MC đi vào, MC gửi tin nhắn, gửi tin phát thì ca sĩ mới trả lời. Đây, ca sĩ mới làm như sau, ca sĩ mới chuyển động, mới đi ra. Đây, lướt trong 2 giây đi ra. Tới vị trí ở giữa là số 0. Đấy. Và tới đây ca sĩ bắt đầu hát nhé. Rồi, chúng ta sẽ có thể cho chúng ta đưa vào âm thanh, chúng ta sẽ tìm âm thanh trên máy tính. Đây thầy tìm âm thanh trên máy tính nhé, để thầy đây. Thầy tìm chú ếch con nhé. Em ca sĩ hát bài chú ếch con. Đó. Rồi, thì bây giờ chúng ta quay thầy lại lên nghe đi thầy. Lập trình đây. Khi mà ca sĩ mà lướt trong 2 giây ra đây điểm giữa này và ca sĩ bắt đầu hát, thầy cho em ca sĩ nói câu cho nó vui nhé. Ca sĩ nói này, ca sĩ nói trong 1 giây là tôi xin hát bài chú ếch con. Sau 1 giây thì chúng ta sẽ đây, chúng ta vào lại cái âm thanh của là chú ếch con nhé. Đây ếch con đây. Âm thanh chú ếch con ở đâu rồi? Thì con tìm con bài hát mà bất cứ phàm thanh nào của các bạn nhé. Đây thầy bắt cho bài hát là mình tự chọn luôn đúng thầy. Đúng thế. Thầy sẽ là cái này là phát âm thanh cho đến hết đây. Đó. Thầy phải hát xong rồi. Thầy để đây. Hát xong rồi thì mình mới đi vào, nhưng mà dùng cái này là phát âm thanh cho anh con cho đến hết nhé. Đó. Hát xong thì thầy sẽ MC sẽ đi ra, thầy nhé. Đây, thầy sẽ chạy thử làm bài thử từ đầu nhất đây này. Đây. Ca sĩ Mỹ Linh đi vào. Đấy, bây giờ mình đi ra nhé. Đấy.
xong. Đây là cái lệnh là phát âm thanh đi xong rồi thôi nhé. Khi xong rồi đấy, thì ca sĩ sẽ gửi âm thanh, gửi tin nhắn cho MC bảo là tôi hát xong rồi, thì MC đi ra là cảm ơn. Đây thế nhé, khi mà hát xong rồi thì ca sĩ sẽ gửi tin nhắn, phát tin nhắn. Đây, phát tin nhé, bấm vào đây chọn tin nhắn mới, thông báo mới là hát xong rồi, thông báo cho MC biết là tôi hát xong rồi, được chưa? Đó, bạn thấy rõ như này chưa? Như vậy là cho thấy là giữa ca sĩ và MC là có quan hệ với nhau, nhưng mà thông qua tin nhắn hết, thông qua thông điệp. Đó, không phải thông qua biến nhớ hết. Thông điệp này là nó nhanh tức thời. Đây, khi mà người ca sĩ hát xong rồi nhá, thì gửi phát tin nhắn là hát xong rồi, ta quay lại MC. MC đây, khi nhận thông điệp mà nhận tin nhắn hát xong rồi, MC sẽ lại đi ra và nói. Đây, chúng ta chọn lệnh này nhé. MC sẽ đi ra, dùng lệnh là lướt trong một giây, đi ra vị trí số 2 và đi ra vị trí 0. Và MC nói là cảm ơn ca sĩ. Xin cảm ơn ca sĩ. Đây. Xin cảm ơn ca sĩ Mỹ Linh. Đấy. Như vậy chúng ta vừa xong cái bài này. Thấy không nào? Như vậy là nhắc lại nhé, từ đầu này, ngay từ đầu là ca sĩ và MC ở trong góc này. Khi bắt đầu chơi là bắt đầu chạy chương trình là MC đi ra và nói, và xong đi vào ca sĩ đi ra, hát xong thì MC đi ra. Thế để đây là để không cạnh, nếu đây cùng nhau thì để đây là 20 chứ đứng cạnh chứ không phải là nên để không trùng với MC mất. Từ đầu này. Đây. Chạy thử nhé, đi vào, MC đi ra. Đấy. MC đi ra. À, xin cảm ơn ca sĩ Mỹ Linh. Thấy không nào? Như vậy là chúng ta thấy là hai bên nó rất là giữa ca sĩ và MC là nó rất là tương thích với nhau, chứ không phải là bừa bộn được. Thế đây sửa đi, không phải 20. Thế để đây là 30 cho nó xa nhau một tí nhé. Đấy. Gì cơ? Đây, cạnh đây. Cháu chưa lên sóng đoàn ca sĩ. Thế để đây là 40 cho nó đẹp hơn này. 40 nhé, cho nó gần nữa. Đấy, 40 này. Cháu chưa lên sóng đoàn ca sĩ à? Thầy ơi, thầy cho lại đi. Thầy ơi, thầy cho lại đi. Rồi, đây là ca sĩ nhé, ca sĩ này. Nhìn thật nhớ chưa? Đây là ca sĩ nhé. Thầy cho lại. Để con lập một trình đi, gõ vào đi. Đây là bài tiếp theo, đặt tên là bài gì? Là MC và ca sĩ nhá. MC và ca sĩ hát. Đấy, một cái bài này, quan hệ giữa hai người, hai nhân vật với nhau. Đấy. Bài này học của chúng ta là quan hệ giữa, tạo quan hệ giữa hai nhân vật với nhau, mà là gọi là nó gọi là thông điệp, thông qua gọi là thông điệp hay là tin phát cũng được nhé, phát tin. Thầy ơi, thầy là hôm nay bài hôm nay mình học là bài số mấy quên rồi thầy. Gì cơ? Bài hôm nay mình học là bài số mấy ở trong sách mà. Bài số 7 đấy. À, bài số 10, bài số 10. Bài số 10 nhá. Dạ. Bài số 10 rồi đấy. Để hai các con coi trình đi, cái âm thanh các con có thể lấy vẫn thấy bất kỳ, không phải là bài chú ích con, bài khác cũng được, tùy các bạn tìm cho bài tính, các bạn có cái bài nào đưa vào. Mày đấy vào. Con xem lại phần MC được không ạ? MC đây. Mày phải có thêm cái lực trong cái chú ích
chỗ âm thanh và không có cái bài hát nào thì ngươi phải có nhà được tính minh phản đây. Âm thanh thì để tôi gửi cho các bạn lên nhóm một cái file để các bạn chơi nhé. Cái file này tôi gửi cho các bạn, cái file âm thanh này gửi lên cho. Ơi. Thấy thầy đang MC của em á, em chỉnh rõ đồ giống như thầy luôn á. MC vẫn cứ đi dưới này thế nào còn anh không chịu đi ở trên cái tầm mắt em không nghĩ. Các bạn chú ý cái độ y, cái tọa độ y của MC này. MC nó phải là trừ 51 nó ở trên, còn nó âm quá nó ở phía dưới đấy. Phải là trừ 50, trừ 51 là hợp lý đấy. Nhá, cái tọa độ y của MC phải chú ý. Tọa độ y của cả MC, của cả ca sĩ là phải chú ý nhá. Đó, bài này là bài... Bài này là bài khó hơn rồi đấy. Đây, ca sĩ đây. Thấy chưa? Hôm nay thầy sẽ gửi cho các bạn cái bài này và các thầy gửi cho các bạn cái file âm thanh thì các bạn về các bạn lập trình nhé. Cái file nào ạ thầy? Mấy cái file này, file lập trình gì này? Hay file âm thanh nhé. File chú icon nhé. Gửi lên nhóm cho các bạn cái file chú icon để các bạn làm nhé. Cháu có bay, bán con nền lũ lên nữa thầy ạ. Thầy ơi. Ơi. Nếu mà mình muốn cái cô ca sĩ đó mình thay đổi trang phục thì mình để cái đoạn lịch sao thầy? Được thì mình thay đổi thôi tùy. Ca sĩ em có thể nó múa đâu mà, thoải mái mà. Dạ. Bây giờ sự cô có thể cho cô nó ca sĩ làm vừa hát vừa múa được với ca sĩ này, cho ca sĩ nhá. Ca sĩ này, đây. Ca sĩ này có thể nó vừa hát vừa múa được cái này. Chúng ta có thể lập trình thêm là tùy các bạn nhé. Đây thầy không làm nhưng mà con có thể là khi ca sĩ bắt đầu hát là có thể vừa hát vừa múa nhé, thoải mái nhé. Đó ơi, ồn quá được chưa? Hôm nay chúng ta dừng ở đây thôi nhé. Bây giờ các về nhà các bạn các bạn làm bài tập của cái bài số 10 nhé. Và cái bài này các bạn về nhà các bạn làm lại. Tất cả bài này các bạn về các bạn làm lại và các bạn tìm một bài hát ở trên mạng, có thể tìm bất kỳ bài hát nào không phải bài chú ếch xanh. Bài khác cũng được, nhưng miễn là bài hát, miễn là bài hát thôi, cái file là file Word hoặc là file MP3 nhé. Bây giờ các bạn làm thử. Còn tôi sẽ gửi, thầy sẽ gửi cho các bạn cái file này để các bạn làm các bạn làm theo nhé. Nó cũng dễ thôi mà, mình nghe lại một cái bài này nè. Mà to để nghe nào. Còn đây, từ đầu nhá. Đấy, đi vào. Các sĩ đi ra. Đấy. Giảng cái phần nào? Phần thêm gì? Âm thanh. Âm thanh. Ta vào âm thanh thôi, ta vào âm thanh như này. Và thầy đây chúng ta. Thầy ơi. Ơi. Cháu mới tìm được là phải theo đồ thế ạ. Cứ như phải theo đồ mới đúng thế nào. Vì mày thầy là khác của mày cháu đi. Bài này là bài cuối rồi đúng không thầy? Bài cuối rồi ừ. Thầy ơi, cái âm thanh của con nó nghe ngầu lắm rồi thầy ơi. Cái âm thanh mà nó nghe. Con tải một cái bài hát về nó giống như hay lắm thầy. Ừ thôi mà chúng ta nghỉ nhé, bây thầy sẽ gửi cho các bạn lên cái bài này để các bạn làm bìa cái bài này bật vi lại là bài vẫn là bài gì MC. Ủa thầy ơi, bài này tên là gì vậy thầy? Đặt tên là MC và ca sĩ hát nhé. À, hoặc là ca sĩ hát. Ca sĩ hát. Thầy.
các bạn có thể để cho các bạn làm bài tập về nhà là bài này này, là khi trong khi ca sĩ đang hát thì vừa thì khi bắt đầu hát thì vừa hát vừa nhảy múa, có làm được không? Hát xong thì không nhảy múa nữa, khó đấy, phải lập trình nhá. Thì cái về nhà các bạn làm thích phần cái bài này, là khi mà ca sĩ hát xong rồi thì ca sĩ hát xong rồi thì dừng nhảy múa. Thôi chúng ta nghỉ ở đây nhá. Em chào thầy. Chào các bạn nhé. Em chào thầy. Em chào thầy.